có tính bất ngờ. Đây. Ngồi đó, ngồi xuống mình, ngồi xuống mình hả? Quả trứng màu gì vậy? Cái gì vậy con? Nè. Trái đỏ màu vàng. Đúng rồi, quả trứng xanh lá cây có cái vỏ màu vàng ha. Rồi bỏ quả trứng xanh lá cây qua một bên đi. Bỏ vỏ qua một bên, mình mở ra cái khác. Mở quả trứng màu gì? Mở quả trứng màu cam. Đúng rồi, màu cam. Con mở ra đi, đưa quà đi mẹ cầm cho. Cái vỏ màu vàng. Cũng là màu hồng hả? Màu hồng. Ừ, con mở để cao lên cho các bạn xem nha. Rồi quả trứng này màu gì? Màu vàng. Đúng rồi, màu vàng. Có con gì? Con ớt màu nhỏ. Đúng vậy thôi. Con ớt nhỏ xíu màu cam. Này màu gì? Màu trắng. Màu trắng. À. Có cái gì đó? Có cái gì? Có cái gì? Có cái xe màu gì? Có cái gì màu cây lá cây. Đây, cái xe màu xanh lá cây, cái xe hình cái nửa đuôi như hấu nha. Chạy được luôn nè. Thôi con ngồi xuống đi. Đội cái nón màu đỏ nữa. Đây đây, cứng quá mẹ mở ra cho. Mẹ mở ra chị. Wow, à, có cái gì? Một con cũng là màu vàng. Với một cái con quay màu cam. Cũng là màu vàng nữa ha. Rồi, quả trứng này màu gì? Màu vàng. Cứng quá hả? À, có cái gì đây? Một cái còi màu hồng. Rồi, quả trứng này màu gì? Màu hồng. Có cái gì? Xem đi, đây một cái dòng màu hồng rất là xinh.
Thịt của mũi màu màu gì nè? Quả trứng bất ngờ màu hồng. À, quả trứng bất ngờ màu hồng, bỏ ra được không? Rồi, còn quả trứng màu gì nữa đây? Màu xanh lá cây gì? Màu xanh lá cây. Wow. Wow, có cái gì trong đó? Có một con khủng long. Khủng long màu cây. Khủng long màu xanh dương, màu xanh dương, con khủng long màu xanh dương. Rồi, còn quả trứng cuối cùng này. Con trả trứng mất rồi cùng đây. Có cái gì vậy con? Cái mặt cười, cái dây có hình mặt cười nè. Nè, có hình mặt cười, có hình mặt cười. Để cho các bạn xem cái hình mặt cười nè. Đó, hình mặt cười á. Rồi, bây giờ mình gấp cái trứng lại nha. Mình để đồ chơi qua một bên rồi bắt đầu mình đậy cái trứng lại nha. Mình đậy mấy quả trứng lại, mình bỏ vô giỏ nha. Đây các bạn ơi, đây, để cái giỏ này. Này, mỗi nè, mỗi đẩy trứng nè, cắt trứng vô. Một trái trứng. Một trái trứng nè. Hai trái trứng, con bỏ vô đi, mẹ đẩy lại, mẹ bỏ vô chỗ. Nè. Hai trái trứng nè. Ba trái trứng nè. Bốn nè. Năm nè. Chơi nè, giơ lên các bạn xem đi. À, cá sấu nè, khủng long nè, con quay nè, cái giỏ xinh xinh nè, cái còi nè, cái xe nè. Thôi chào tạm biệt các bạn đi con. Các bạn hẹn gặp lại các bạn.